Sao dạo này ế vậy ta? Nani? Ủa sao mình có cảm giác ai đang nhìn mình vậy ta? Chắc là nhìn nhầm. Ai đó? Vào đi. Em chào anh. Em đến đây để làm tới hết hồn mà. Ngồi xuống đi rồi nói. Chào anh. Thì bạn em giới thiệu em qua đây nè. Để yên tâm, cậu đến đúng nơi rồi đó. Giờ thì bắt đầu luôn đi. Thời gian là vàng bạc mà. Dạ. Thì cuộc đời của em á, nó giống như là một cái bản nhạc buồn. Mà chính vì vậy mà tình yêu lần đầu tiên của em đến rất là sớm luôn á. Nghe cũng hạnh phúc mà. Bác sĩ, em chưa nói hết sao mà. Thì 20 năm trước á. Fanny. Dạ? Chị thích Fanny lắm nên là chị sẽ tặng cho Fanny kẹo nè. Kẹo gì vậy? Cái này là đại ca chua đó. Cái này ngon mà có trò chơi vui nữa. Chơi gì vậy? Chị coi. À, trong vịt này thì có một bạn vui dài nhất, gọi là đại ca chun. Thì bây giờ mình sẽ thi thử ai sẽ kéo dài hơn là chiến thắng. Và sẽ giành được đại ca chun, chơi không? Ok, chơi. Ok. Màu hồng nè, màu vàng nè. Về chơi thử nha, kéo nha. Kéo dài hơn. Kéo dài hơn. Kéo lâu quá. Sao vậy? Ủa? Sau ngày đó là em không gặp Fanny nữa. À, vậy là bạn bị chấn thương tâm lý kéo dài. Do tương tư kéo dài thòng lòng năm này qua tháng nọ. Không tìm được cách mới tìm tôi giúp đúng không? Thôi, không sao đâu, tôi có thể. Dạ nhưng mà chuyện của em chưa xong nữa. 10 năm sau em lại gặp Fanny nữa. Fanny? Mình thích Fanny từ 10 năm trước rồi á. Làm bạn gái mình nha, mình tặng cái đại ca chung luôn nè. Bởi vì Fanny lúc nào cũng là đại ca trong tim của Uzi. Thiệt hả? Tôi thích kiểu này lắm á. Thế hả? Hay là mình chơi lại cái trò hồi xưa đi. Hả? Cái gì? Hồi xưa? Nè. No, no, không chơi đâu. Bữa trước chơi xong cái nghỉ chơi mình tới bây giờ luôn á. Thôi không chơi. Chị, chơi đi. Bây giờ Uzi chỉ cần hả? Nhẹ nhẹ tay lại thôi để cho tôi thắng là được đi. Muốn chơi lắm hả? Nhá. Ok, chơi nhá. Yeah. Chọn cái này. Nhớ là nhẹ nhẹ tay đó nha. Ok. Ok, không được thắng. Ồ, nó thơm vậy. Ồ, trời ơi, kéo. Trời ơi, kéo dữ vậy. Chắc là thua rồi đó. Có sao không vậy? Lỗi, không phải cái này, không phải. Lỗi. Ông gì mà ông nói thích tôi, bỏ ra đi. Thích mà, nhưng mà lỗ tai. Vậy là ông đang trả thù cho hồi xưa đúng không? Phải, cái này lỗ tai rồi mà. Cái gì vậy? Và thế là câu hỏi thứ hai của em bay luôn, mất tiêu luôn. Bình tĩnh, đập đầu như vậy người ta chia tay là đúng rồi. Mà em mới đây gặp Fanny nè. Nó hả? Sao cậu gặp nhiều rắc rối quá vậy? Mà hồi xưa còn có kẹo để chơi. Bây giờ đâu có kẹo dẻo đâu đúng không? À, có chứ hả? Kiểu được gặp về Việt Nam rồi nè. Đây nè. Xin lỗi. Phan gì hả? Alo. Alo, Uzi. Sao ông hẹn tôi hôm nay đi casting clip viral của đại ca Chun mà giờ tôi chưa thấy ông nữa? Ủa, là sao? Tôi từ đây lâu lắm rồi. Đang casting mà. Casting á? Ở đâu? Nãy giờ người ta gọi tên hai đứa mấy lần rồi luôn rồi đó mà ông còn chưa tới nữa đó. Ủa, anh ơi, ở đây có phải là chỗ casting đúng không anh? Casting gì ba? Lại bệnh nữa rồi. Thôi, ăn kẹo cho đỡ buồn đi, rồi tôi kê đơn thuốc cho. Bệnh của cậu là hơi bị nặng rồi đó. Không, em casting mà em đâu có bệnh đâu. Thì sáng em vô thì thấy bật đèn rồi em tưởng là ở đây là phòng casting chứ. Trời đất, sáng giờ vậy là câu chuyện cầu kể. Toàn là bịa ra hả?
thì anh kêu là bắt đầu thì em bắt đầu diễn thôi, đúng không? Có mỗi chuyện đại ca Chun em ăn từ nhỏ là thật, còn tất cả còn lại thì em chém gió hết luôn á. Tôi bật cậu rồi nha. Toàn là mấy cái câu chuyện bựa của cậu không? Anh thông cảm như em luôn, tại vì em sáng đi casting rất là góp luôn á. Thì bây giờ em cũng phải đi thôi, xin lỗi anh nha. Nhưng mà em trước khi thì em xin một cái hộp ở đại ca Chun để em ăn, gửi lại cái thú thôi nhé. Cảm ơn anh. Sai. Trời, tư vấn miễn phí mà mất luôn bình kẹo.